các bạn. Một ngày đẹp trời ở thành phố San Francisco, mình là biển xanh nắng ấm 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 ấm. À, xin chào các bạn và chúc các bạn một ngày vui và có nhiều sức khỏe, bình an trong cuộc sống nhé. Bây giờ thì mình đi đâu? Mình đi tập thể dục rèn luyện sức khỏe. À, nghe hoành tráng nha. Thì cũng gần nhà mình thôi, ra ngoài thì gần ngay biển. Biển ở San Francisco rất là lạnh nha, chỉ dầm cho vui thôi, nhưng mà sẽ đẹp xung quanh. Đó, rồi bây giờ các bạn đi theo mình nhé. Bạn nào lười tập thể dục thì thôi ráng tập thể dục nha. Đó, cho máu huyết lưu thông, có nhiều oxygen trong cơ thể thì nó sẽ tốt cho sức khỏe hơn. Đừng có lười nha. Đây là đường đi thành phố San Francisco, lúc nào nó cũng đông đúc hết. Wells Fargo bên phải là nhà bang đó các bạn, một trong nhà bang lớn nhất của nước Mỹ. Đèn xanh đèn đỏ ở đây thì các bạn phải theo luật không thôi nó phạt tiền á. Building ở San Francisco đã xây rất nhiều. Ồ, có xe chữa lửa, chắc là xe cứu hỏa cứu người. Bây giờ chúng ta bắt đầu đi thôi. Các bạn hiện tại đang ở trong khu Biotech, là khu nghiên cứu lớn nhất nhì nước Mỹ ở thành phố South San Francisco. Đây hãng Merck, cũng là hãng nghiên cứu thuốc luôn. Nó ghi chỗ này là cái chỗ sinh ra ngành nghiên cứu thuốc. Ở dưới San Diego cũng rất là nhiều luôn. Rồi, hai bên đường là toàn hãng xưởng thôi. Là đó, hãng cũ của mình cũng nằm ở khu này, nhưng mà bây giờ mình qua cái thành phố kế bên này các bạn ơi. Cho nên không có đi ở đây nữa. Và hôm nay thì cái ngày nghỉ weekend cho nên không có xe gì hết. Bây giờ cái đường này mà các bạn đi hoài thì sẽ tới hãng Genentech, một trong hãng cũng lớn, rất là nhiều. Really? Oh yeah. Đây, chồng mình nói cái hãng Really là cái hãng của Google á. Google mở ra cái hãng đó để nghiên cứu thuốc á các bạn. Và hồi đó mình đi Uber gặp mấy người làm trong hãng đó thì họ trả Uber cho công nhân của họ, trả tiền lunch. Rồi bây giờ xuống đây cũng là mấy cái hãng luôn nè. Chính vì ở đây quá nhiều công ty nghiên cứu thuốc, là những cái ngành rất là hot ở nước Mỹ á, thì các bạn chỉ cần học những chemistry rồi là hóa học, sinh vật học, sinh hóa thì các bạn 4 năm thôi là vô làm được rồi. Làm giỏi thì lên thôi. Đó, còn các bạn học lên PhD, Master thì vô thì lên nhanh hơn. Nhưng mà phải giỏi nữa, cái bằng cũng có. Nếu mà có bằng mà không có làm giỏi thì cũng vậy thôi. Rồi, bây giờ tiếp tục qua đây. Mình nói đến cái ngành nghiên cứu thuốc các bạn. Cái dịch đó, dịch thì dịch nhưng mà nó vẫn phát triển. Hãng lớn mua hãng nhỏ, chuyện xảy ra như cơm bữa vậy đó. Giống như cái hãng nhỏ nó làm ra thuốc, đến cái lúc mà được approve, duyệt á, là nó sẽ bán cho hãng lớn. Rồi bây giờ chúng ta đang đậu trước một cái biển rất là đẹp để chúng ta đi đạp xe nha. Giờ là công đoạn lấy xe đạp xuống. Đó, có anh đẹp trai đi theo. Hay là mình đi theo anh đẹp trai, không biết đi. À, thì trời ơi, mới bỏ cái máy quay xuống cái cụp may mà nó không bị gì. Đây, máy GoPro các bạn. Chiếc xe đạp màu tím là của mình, màu kia là của anh đó. Rồi, hai cái mũ bảo hiểm. Chắc giờ mình phải get ready quá các bạn ơi. Bây giờ lấy xe đạp xuống. Nói chung á là đậu xe ở đây xong bắt đầu đạp. Đi đạp xe là phụ, đi quay phim là chính nha các bạn. Nhớ nhấn nút subscribe nha. Hello các bạn, mình đang nói chung là đậu mũ các kiểu.
Hello. Đội cái mũ này lên, không thôi hả, mất công lắm té. Với lại lục nha các bạn phải đội. Ok. Wait, so where is it? Hả? Where, ok. Giờ mình sẽ đi đeo máy này. Áo cực vô. Ok. No, no. No, 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 no. Here. Ah, yeah. Oh, no, no, no. No. No need. No, it's not all on the back. And then here. Right? Yeah. Oh yeah. See, really good, huh? Yeah. Okay, the thing. Ooh. Oh, maybe we put this wrong. How could you do that, honey? Are you sure? This is a child. Okay. Oh my! But... oh, okay, okay. No. Oh. 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 That little button is to lock it, so it can't. Oh my God! This is a perfect, perfect. Okay. All right. Well, how do we successful. See? Successful. Yeah, but we can't see. Okay. Rồi, chồng mình đeo cái GoPro nè các bạn. Oh, you touch it. It's filming. I know. I told you. Oh, you filming? Yeah. Why you have the sun on? But anyway, we have to check. Yeah, let's go. This is xe của mình. Okay, no filming. You got your. Hello, các bạn. Woo. Okay, I'm getting hot. Okay. Yeah. Below, your thighs are gonna. How come I cannot? Oh, sorry, the chain fell off. It might try and change gears when you start. Từ nhà mình chạy xe hơi ra đây thì chỉ có 5 phút thôi. Đây là khu Bay Area của thành phố San Francisco, nằm ngoài cái downtown là cái phố đi bộ. Và khu này thì hãng xưởng rất là nhiều luôn. Biotech nó ghi là cái nơi mà sinh ra những công ty nghiên cứu thuốc á. Và hôm nay là ngày cuối tuần cho nên hai vợ chồng mình đi đạp xe tập thể dục thì đạp khoảng 2 tiếng luôn. Đạp liên tục 1 tiếng rồi dừng lại coi vịt bơi, ngắm biển. Người ta đi bộ và đi đạp xe cũng không có quá nhiều, cũng rải rác thôi. Thì nếu mà mỗi tuần mình đạp xe tập thể dục như vậy thì sức khỏe sẽ rất là tốt. Tại trong tuần mình đã đi làm rất là mệt mỏi, căng thẳng. Thì cuối tuần mình đi đạp xe là vừa rèn luyện sức khỏe để có sức khỏe tốt mà vừa tinh thần thoải mái nữa. Để thứ hai mình đi làm mình không có cảm thấy tù túng. Giống như là xuyên làm nhưng mà mình cũng muốn hưởng thụ cuộc sống, làm cho cuộc sống của mình vui vẻ. Thì mình muốn truyền năng lượng tích cực để chúc mọi người luôn có một sức khỏe thật tốt, cuộc sống bình an. Thank you.
đang ở cái chỗ mà người ta đạp xe nè. Giờ các bạn đi cùng mình nha. Đẹp chưa? Đó, ăn mình chỉ đạp được tới 10 phút. Nóng cởi áo ra và đó lạnh ra. Bây giờ nghỉ ngơi và đây là chồng mình. Đó, bây giờ tiếp tục đạp nè. Thì cái đường đạp xe nó rất là dài đó, muốn đạp bao nhiêu cũng được. Mình đang chạy thì mình thấy cái đường nó hẹp, mình sợ mình quăng xe đạp luôn các bạn. Nhưng mà ok, rồi đứng lên chạy tiếp thôi. What happened? But you didn't fall down, go boom. You went down, went. That was a good save. You just got scared and tried to bail out. Said, I'm out of here, I'm getting off of this damn thing. Like that. So funny. Yeah. Even when they hate it. Like it? Tasty. Hai vợ chồng mình đang hai vợ chồng mình đang tới một cái chỗ này thì ở bên đó cũng là biotech á các bạn, mấy công ty nghiên cứu thuốc. You're not gonna get off your bike and like. What happened? Faster than walking people. Bây giờ mình đốn, mình sẽ đi bộ một chút. Chỗ mình đi là San Francisco Bay Trail nha các bạn, rất là đẹp. Đó, là mình đạp xe thì khoảng 1 tiếng vòng quanh đây thôi. Rất là đẹp luôn. Ok, bây giờ thì đường lên núi này. Đó. Mình đeo khẩu trang và mình bị dị ứng với phấn hoa đó, đeo để lúc nào cũng thở thoải mái. Ok, mình đi tiếp thôi. Hello các bạn, mình và chồng mình đã đi đạp xe về, bây giờ thì đi về nhà các bạn ơi. Đó, thì đường phố San Francisco mặc dù nó lên xuống vậy đó, nhưng mà nó cái khu này mình ở mặc dù nó đông người nhưng mà nó lại không có nhìn thấy bận rộn như ở dưới miền Nam, chỗ khu má mình ở. Về, thế thôi bây giờ mình đi về. Mình về nhà nha các bạn. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video ngày hôm nay của
của mình và chồng mình. À, hẹn gặp lại các bạn ở video sau. Bye bye.